Kính thưa cộng đoàn, quý của ông, cụ bà và các bệnh nhân rất thân mến. Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa ngày mai thứ hai, 16 tháng 10 năm 2023, sau Chúa nhật thứ 28 mùa thường niên. Chúng ta cùng lắng nghe tin mừng và chia sẻ tin mừng. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật ông Jonah đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này, và bà sẽ kết án họ vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa trong cuộc phán xét dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và bà sẽ kết án họ cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Đó là lời chúa. Kính thưa cộng đoàn, con đang ở Tây Ninh, giáo sư Hòa Bình, chỗ An Tôn Trương để thu kinh mân côi và cũng là để thăm gia đình của anh Sơn. Mà trong tháng 10 chúng ta đã hứa với Đức Mẹ là trong tháng 10 tháng Mân Côi Thì gia đình Kinh Mân Côi của chúng ta sẽ dâng lên mẹ một căn nhà tình thương thế thì căn nhà kia tình thương này thì cũng đã xây thì theo như anh tôn nói là cũng đã được 50% rồi. Sáng ngày mai sau thánh lễ sáng thì chúng con sẽ ra thăm anh ấy rồi cũng quay video để cho cộng đoàn xem là cái việc chúng ta làm như thế nào. Kinh thưa quý ông và bà, bà, anh chị em gia đình của chúng ta đọc kinh cầu nguyện và thực thi lòng bác ái. À, Chúa Giêsu cũng đã từng nói khi mà có một người đã thốt lên với Chúa rằng là phúc cho dạ đã cưu mang thầy, phúc cho người đàn bà nào mà mang thai thầy rồi sinh ra thầy cho thầy bú mớm và Chúa Giêsu nói là chị nói đúng lắm nhưng còn đúng hơn là phúc cho những người nghe và thực thi lời Thiên Chúa. Mẹ Maria không chỉ là sinh ra Chúa Giêsu theo nghĩa con người thể lý mà Mẹ Maria còn sinh ra ngôi lời của Thiên Chúa khi mà mẹ đã lắng nghe và thực thi lời thiên chúa thế thì gia đình của chúng ta lắng nghe và thực thi lời thiên chúa chúng ta đọc kinh cầu nguyện và thực thi lời chúa dạy đó là bác ái yêu thương à, con thì con thấy có một cái điều là cốt lõi của giới đàn chúa đó là yêu thương khi chúng ta yêu thương thì cái chúng ta sẽ có cái cách xử sự, sự nó 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 đẹp lòng chúa đẹp lòng mọi người à, ngày hôm thứ bảy thì tu viện của chúng con cũng có thường huấn thì à, cha giảng phòng đó ngài có nói về những cái cấp độ giận dữ tại sao người ta lại giận dữ à khi có một cái điều gì đó mà không ưng rồi nó đụng chạm đến cái bản năng của người ta rồi người ta giận dữ rồi à người ta phản ứng rồi người ta chối bỏ ra nhiều sự lắm thế thì bây giờ là vấn đề là các nhà tâm lý học nói là làm thế nào để có thể kềm chế được cái sự giận dữ thì cũng có nhiều cách lắm thế nhưng mà đối với con thì còn cảm thấy như thế này Nếu thật sự chúng ta trau dồi cái con tim của mình Nếu chúng ta thực thi lòng bác ái Chúng ta làm cho con tim của chúng ta càng ngày Nó càng rộng lượng quảng đại đấy. Khi chúng ta có tình yêu Thì cái cách cử sự của chúng ta Chúng ta sẽ bớt nóng giận Bớt chửi bới Chúng ta sẽ bớt đi Tình yêu nó là cái cốt lõi Làm thế nào để chúng ta không phạm tội Chắc chắn là khi chúng ta có một tình yêu lớn chúng ta phạm tội là xúc phạm đến chúa xúc phạm đến anh chị em mà bây giờ mình yêu chúa yêu anh chị em thì làm sao mà mình mình xúc phạm người ta được thế thì trong tháng 10, tháng mân côi thì con cũng động viên gia đình của chúng ta đọc kinh cầu nguyện và cùng nhau mỗi người một cục gạch một viên gạch để chúng ta xây một nhà tình thương à, và có thể nếu mà đấy chúng ta cứ năm chiếc bánh và hai con cá như vậy thì chúng ta có khả năng làm được nhiều à, rồi ngày mai chúng ta sẽ được lắng nghe cha an tôn chia sẻ à, nếu đẹp lòng chúa thì à, chuẩn bị đón mừng chúa giáng sinh thì chúng ta cũng lại góp nhau một chút mỗi người một chút để à, chúng ta lại tiếp tục à, xây những cái căn nhà tình thương À, xin chúa ban nhiều ơn lành xuống trên chúng ta rồi à, chúng ta ôn lại lời chúa ngày hôm nay chúa nhật à, chúa Sư nói là nước trời được ví như một cái tiệc cưới sáng hôm nay khi dâng lễ cho các em thiếu nhi thì con cũng nói với các em là tất cả chúng ta cứ cầu nguyện với chúa chúa ơi chúa là tiệc cưới chúa là tiệc cưới vì thế xin cho chúng con vui có ai đi dự tiệc cưới mà khóc đâu có phải đám ma đâu mà khóc à, xin cho chúng con vui khi đi lễ vui khi đọc kinh cầu nguyện vui khi làm việc lành phúc đức à, đối với nhà dòng của chúng con nhiều khi mấy ông cha già mấy ông cũng hỏi nhiều câu nhiều khi cũng buồn cười mấy ông nói ủa cha hùng ngày nào cũng giảng hết trơn rồi mấy Chồng không chán à <laughs> cha hùng không chán là đi đâu cũng giảng à, ở tu viện này đi chỗ này chỗ kia cũng mang ra máy theo để mà chia sẻ lời chúa kính thưa cộng đoàn có lẽ là chắc là từ ngày con ra trường 2005 đến giờ thì chắc không có ngày nào mà con không chia sẻ lời chúa và đặc biệt là từ cái thỏa mà con chia sẻ trên mạng từ thời Covid đến giờ thì không ngày nào mà con bỏ cho nó tự nhiên con cảm thấy con thích lắm. Rất là thích. Thích tới giờ đọc lời Chúa, chia sẻ lời Chúa cho ông bà và anh chị em. Rồi con có cảm giác giống như là Chúa cũng đang ngồi nghe mình nói. Ông bà, anh chị em cũng đang ngồi nghe mình nói. Thì xin ông bà, anh chị em cũng tiếp tục cầu nguyện cho con nhé. Để cho con vui khi chia sẻ lời Chúa. Mà có vui khi chia sẻ lời Chúa thì mình không bao giờ mình bỏ không bao giờ mình chỉ có chán thì mình mới bỏ thôi. À, rồi từ khi chia sẻ lời Chúa rồi thì con cũng cảm thấy là mình phải thực thi lòng bác ái với mọi người chứ ai mà yêu Chúa mà lại không yêu anh em. Thế rồi con cũng kêu gọi anh chị em nhưng mà không phải là đóng nhiều, mỗi người một tí một hạt cát mỗi người một hạt cát thôi. Thế là chúng ta rồi phần còn lại thì Chúa làm. Ha. Chúng ta ôn lại lời Chúa ngày hôm nay Chúa nhật đó, là nước trời như một tiệc cưới, nước trời là niềm vui nước trời là niềm vui vì thế xin Chúa cho chúng ta vui khi đi lễ vui khi đọc kinh cầu nguyện vui khi làm việc lành phúc đức thế nhưng mà trên thực tế thì cũng có những người không thích nước trời à, cụ thể là Chúa cho đầy tớ đến mời người ta bảo thôi ta không đi đâu rồi người ấy thì lại bảo tôi đi mua bò tôi đi chăn heo rồi vân vân trong thực tế chúng ta lấy cái hình ảnh của thánh lễ cũng vậy thôi có những người đi lễ là rất vui nhưng mà có những người cảm thấy trời đi lễ có gì đâu vui nên là trốn tránh không muốn đi lễ ai nhắc đến đi lễ là chửi và bài tin mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu nó cũng khá là mạnh đấy những cái người mà không chịu đến với Chúa không dự tiệc cưới rồi lại còn chửi rủa thế này thế khác đó, thì sẽ bị tru diệt thì chúng ta cũng có thể thấy là những ai không đi theo đường lối Chúa rồi cuối cùng thì cả phần xác lẫn phần hồn cũng chẳng được gì chúng ta cứ xác tín với nhau như thế nếu chúng ta không đi theo Chúa thì phần xác cuối cùng cũng chẳng được gì mà phần hồn cũng chẳng được gì chẳng ai sống thiếu đạo đức mà mà, mà hạnh phúc bao giờ cả nhiều người nói với con về con thấy nhiều người không giữ đạo nha Thậm chí nhiều người làm những cái điều thất đức mà sao người ta giàu thế Cứ nhìn đi, cứ nhìn đi Có ai thất đức mà tồn tại đâu Có ai thất đức mà mà con cháu người ta được bình an đâu Có ai đâu Còn chúng ta nếu chúng ta mà sống tốt lành nó thẳng chúng ta cũng chẳng mơ giàu Nếu thật sự chúng ta mà muốn đi theo Chúa muốn sống đạo đức ấy, chúng ta cũng chẳng mơ giàu đối với cá nhân con thì cũng cũng không phải là đạo lắm đâu nhưng mà nhiều khi nhìn mấy cái nhà nó sang đi làm phép nhà mà là mấy cái nhà sang trọng quá đấy sẽ tỷ trong đầu con này nghĩ xây nhà long trọng sang trọng quá mà thường những người xây được căn nhà sang trọng thì người ta cũng đã là 50 60 70 rồi Đấy, rồi mình cũng có hưởng được đâu rồi chết cũng có mang theo được đâu thì cũng hơi nghĩ tí như vậy nên thôi xin ch nếu chúng ta thật lòng đi theo chúa chúng ta cũng chẳng mơ giàu chúng ta chỉ mong làm nhiều việc lành phúc đức có một cái chị ở bên úc nha chị ba bốn năm rồi chị cũng chưa về thăm gia đình Thế để chị cái con mới nói với chị là thôi cuối năm nay hè giáng sinh tết năm nay cho các cháu nó về thăm bố mẹ thăm ông bà ngoại đi cái chị nói thật sự con muốn về lắm mà mỗi lần về tốn tiền quá à thôi cái tiền đó giúp cho làm bác ái <laughs> cái chị hỏi con là thế cha xây cái nhà tình thương hết bao nhiêu con nói thì khoảng cái chừng 60 triệu thôi. thôi trời ơi nếu mà con mà không về việt nam con xây được mấy căn nhà ấy chứ thì chị cứ đắn đo như vậy nhưng mà qua cái tâm tình đó cũng cho thấy chị này nó thẳng là chị cũng rất là đạo đức người ta cũng thậm chí là về thăm gia đình là tốt đấy mua quà mua bánh cho con cho cháu cho anh chị em cũng hay đấy nhưng mà còn có những cái tốt hơn nữa giống như là chúa Sư nói cái anh thanh niên kia bỏ con đi theo chúa nhưng mà cho con về con trôn cất cha con trời ơi đi theo chúa còn hơn cái việc đó chứ hãy để kẻ chết trôn kẻ chết muốn từ giã gia đình từ giã gia đình là điều tốt nhưng mà còn có những điều tốt hơn cả cái tình cảm gia đình nữa thì đấy là con chia sẻ thật lòng đó. Đấy, trong giáo dân cũng có những người đi theo Chúa rồi cái tự nhiên người ta cảm thấy là người ta cũng không có những cái nhu cầu theo kiểu thế gian mà chỉ muốn có cái niềm vui để mà làm việc cho Chúa thôi. Thì thì đấy là ngày hôm qua là nước trời được ví như một tiệc cưới là niềm vui. Có những người cảm thấy vui khi đi theo Chúa, vui khi làm những việc Chúa dạy. Nhưng mà thật sự thì cũng có những người là chẳng thèm, không như không thèm mà ai đó mà nhắc đi lễ xưng tội là còn chửi. Và Chúa Giêsu nói thẳng những người như thế sẽ bị tru diệt. Chúa chẳng phạt ai bao giờ nhưng mà khi chúng ta không chọn Chúa là tự chúng ta chọn vào cái chỗ mà tiêu tan. Giống như cha mẹ có cha mẹ nào mà muốn con cái mình nó nó, nó đau khổ đâu. Nhưng mà bởi vì nó không nghe lời cha mẹ, nó tự nó nó đi hoang thì nó, nó thì tự nó nó phải chịu cái cảnh gọi là gọi là tan nát thôi chứ đâu có phải chúa chúa nào mà muốn mà cha mẹ nào mà muốn mà khi chúng ta không chọn đi theo chúa là tự 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 chúng ta chọn vào con đường đó rồi chúng ta đi vào bài tin mừng ngày mai thứ hai khi ấy dân chúng tụ họp đông đảo đức Giêsu bắt đầu nói hình ảnh này con thấy cũng rất là hay dân chúng ngày xưa người ta nghèo thì nghèo thật đấy đói thì đói thật nhưng mà ta cũng thích nghe lời chúa chúng ta cũng vậy nhé đặc biệt lúc này thì thời buổi làm ăn khó khăn gặp nhau trời đất ơi lúc nào cũng nói thiếu tiền thiếu tiền nhiều khi thì đồng ý là như vậy nhưng mà nhiều khi thấy cũng mệt <laughs> nhiều khi con con nghe quá rồi con cũng bảo tôi cứ đi đâu tôi cũng nghe cái chuyện thiếu tiền thiếu tiền rồi tôi cũng mệt quá xong bảo cha đi tu cha có phải lo kiếm tiền đâu chúng con ở ngoài ấy, thì đồng ý là ở ngoài thì chúng ta cũng phải kiếm tiền để mà sống nhưng mà chẳng lẽ cuộc đời này chúng ta chỉ có mỗi cái lo đó chẳng chẳng lẽ cuộc đời này chúng ta chỉ có mỗi cái lo đó chẳng lẽ cuộc đời này không còn gì vui sao à, đấy, những người ngày xưa nghèo nghèo đói đói chứ tự ý người ta cũng thích nghe Chúa Giêsu thì chúng ta cũng vậy thôi nghèo nghèo đói đói nghèo thì cũng nghèo sẵn rồi đói thì cũng đói rồi thì, thì chúng ta cũng vẫn có thời giờ nghe lời Chúa Thư thì cứ nghe đi cứ nghe lời Chúa đi, cứ nghe lời Chúa đi rồi Chúa dẫn dắt cho. À, đám đông dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói, Chúa Giêsu nói câu này nặng quá. Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin giấu lại. Đấy. Chúa Giêsu đã yêu thương, Chúa Giêsu đã làm nhiều dấu lại Chúa Giêsu đã giảng giải không thèm nghe, cứ đòi giấu là, cứ đòi giấu là, thôi chúng ta đến với Chúa đừng có đòi gì hết trơn ngang đến với Chúa không có được đòi gì hết Chỉ có ca tụng Chúa mà làm theo lời Chúa dạy thôi Chúa yêu chúng ta không hết thì thôi chứ mà còn đòi gì nữa <laughs> Lại kể câu chuyện là giáo sư cao xá <laughs> Giáo sư cao xá khi mà còn ở được 4 năm rồi qua năm thứ năm rồi cái Tự nhiên thì người nó cũng bệnh, nó cũng đổ bệnh ra Nó bị căng thẳng đầu óc, nó mệt mỏi Thế con nói với cha về trên là Thôi cho con về tu viện đi về tu viện về phần xác thì được nghỉ ngơi một chút về phần hồn thì thôi thì đọc kinh cầu nguyện nhiều với anh em thế còn cô nói ban hành giáo là tôi xin với bề trên của tôi là cho tôi được mãn nhiệm được mãn nhiệm vì cũng đã là bốn năm mấy rồi bốn năm là một nhiệm kỳ rồi là nghỉ rồi thì tôi báo cho anh, anh chị em biết là cho tôi về nhà dòng cho tôi nghỉ ngơi đọc, đọc kinh cầu nguyện nhiều hơn Thế xong rồi cái ông trưởng ban đánh giáo đó ông nói Giêsu cha sao cha ở đây để mà giúp chúng con <laughs> sao cha ở đây để mà giúp chúng con còn bao nhiêu công việc nữa mà cha giúp chúng con thế thế để tức là đại khái là cũng còn cái việc xây nhà giáo lý rồi này kia nó còn bao nhiêu việc sao cha ở đây giúp chúng con mình bảo trời ơi làm quá trời rồi chưa đủ sao <laughs> còn để cho ông cha khác ông về cũng làm nữa chứ mà làm đến bây giờ mới hết Tức là một mặt người giáo dân người ta vẫn cảm thấy là muốn mình làm thêm, làm thêm, làm thêm cái này cái khác. Mà người ta không nhìn lại rằng là mình 4 năm, hơn 4 năm chờ mình cũng đã làm được nhiều việc cho giáo sứ rồi. Thì con cũng nói vui và làm quá trời chưa được Chưa ưng sao, chưa đủ sao Mà còn bắt ở ta ở lại ta làm nữa Thế con cái trong gia đình cũng vậy Bố mẹ sinh ra nuôi nấng rồi trời đất ơi yêu thương quá trời nhưng mà đứa này nó có đòi đòi kia mình nói ra thì nó bảo bố, bố mẹ không thương bố mẹ làm cho con quá trời chưa đủ sao thì đối với chúa cũng vậy chúa yêu thương chúng ta chúa dạy dỗ chúng ta chúa ban ơn cho chúng ta quá trời trời mà cứ gặp là đòi này gặp là đòi kia biết bao nhiêu ân huệ chưa đủ sao mà thật sự những ai mà cứ đòi hỏi như vậy đó đó là bằng chứng là họ không có nhận ra ân huệ đó là bằng chứng chúng ta không có nhận được ân huệ, không cảm nhận được ân huệ mà thật sự là chúng ta cũng quá ích kỷ. Chúa yêu chúng ta không phải biến chúng ta trở thành kẻ ích kỷ nha, Chúa giúp chúng ta không phải là biến chúng ta trở thành kẻ lười biếng. Chúa yêu, Chúa giúp chúng ta là để cho chúng ta siêng năng hơn, nhiệt tình hơn, tốt lành hơn chứ không phải là Chúa yêu, Chúa ban ơn rồi để mình cứ nằm chơi đó. Chúa không bao giờ mà giáo dục chúng ta trở thành những con người lười biếng như vậy. Thế thì Chúa nói thế hệ này là thế hệ gian ác cứ đòi dấu lạ nhưng không còn dấu lạ nào nữa, ngoài dấu lạ ngôn sứ Jonah. Quả thật ông Jonah đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho dân thành như vậy. Đấy. tức là ông Jonah là dấu lạ cho dân thành Ninive là ông oh, dân Ninive nó phải nghe lời ông Jonah mà sám hối. Thì Chúa Jesus nói là không có cái dấu lạ nào ngoài cái dấu lạ đó, tức là các ông ông bà và anh chị em, ông cha hùng nữa không có cái dấu lạ, không có đòi được, bia đòi cái gì cũng không cho nữa. Ngoài cái việc là nghe lời tôi, nghe lời Chúa, thực thi lời Chúa. Ninive nghe lời ông Zona, đấy là ông Zona mà người ta còn nghe nữa. Còn đây Chúa Giêsu mà chúng ta không thèm nghe mà còn cứ đòi. Thế thì có thể cũng là một cái bài học đối với gia đình của chúng ta vậy. con cái nó cứ đòi này đòi kia bảo là không có cái gì hết. Bố mẹ thương con như vậy là quá đủ rồi, không còn gì hết. Bây giờ chỉ còn một điều là, là nghe lời bố mẹ thôi. Thực thi những lời bố mẹ dạy thôi. Có làm được thì làm. Chứ còn không thêm cái gì nữa. Thì quý ông bà anh chị em ở người Việt Nam của chúng ta nhiều khi thương con này thương quá mình lo cho con mình quá rồi cuối cùng nó cũng không có trưởng thành được thật sự nhiều khi ví dụ giả sử như là nhiều lúc thì con cũng uh, trình bày với uh, gia đình này gia đình kia là à có thể chia sẻ uh, bác ái cho người nghèo một chút được không người ta nói trời cha ơi, nhà con tới sáu bảy đứa con lo chúng nó còn không không đủ thì đồng ý cha mẹ cũng phải lo cho con nhưng mà mình cũng không nên gọi là lo quá uh, tập cho con cái mình nó cũng tự lo cho bản thân mà cũng phải có cái khả năng đóng góp cho gia đình nữa chứ đâu có phải không tập cho con cái biết góp cho cha mẹ thì mới được thì, chú Sư nói thế gian tà này cứ đòi không có cái gì hết ngoài dấu lạ ngôn sứ zona dân thành ninive đã vâng nghe lời ông zona thì bây giờ không có cái phép lạ nào ngoài việc ông bà anh chị em phải vâng lời chúa à, thực sự thì chúng ta cũng, cũng, cũng phải xác tín rằng là nếu chúng ta vâng lời chúa thì dấu lạ quá trời dấu lạ rồi cứ vâng lời Chúa đi chúng ta sẽ thấy là ơn tràn trề tràn trề mẹ Maria vâng lời Chúa nên cuộc đời mẹ tràn đầy ân sủng cứ vâng lời Chúa đi cứ nghe cứ vâng lời Chúa đi cứ thực thi lòng bác ái đi rồi chúng ta thấy là chúng ta làm được trong cuộc phán xét nếu Hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này bà sẽ kết án họ vì xưa bà từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Đức Giêsu là, là, nhắc lại hai cái biến cố là ngày xưa Ninive hết sức là vâng lời, vâng nghe lời ông Ninive hay là nữ hoàng phương Nam cũng hết sức vâng lời vua Salomon. Còn đây Chúa Giêsu tôi con Thiên Chúa nói lời Thiên Chúa mà anh em không chịu nghe Không có cái dấu lạ nào hết Ngoài cái dấu lạ Vâng nghe lời Thiên Chúa Hôm nay chúng ta sẽ ghi nhớ cái điều này, xác tín cái điều này. Không có dấu lạ nào ngoài dấu lạ vâng nghe lời Thiên Chúa. Nếu như là nữ hoàng phương Nam hay là dân thành Ninive, vâng nghe lời ông Jonah hay vâng nghe lời Solomon thì chúng ta hạnh phúc biết bao khi chúng ta có chính Chúa Giêsu. Xin cho chúng ta biết vâng lời Chúa Giêsu. Trong cuộc phán xét dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết ăn họ vì xưa dân đây đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng. Mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Thế thì tóm lại lời Chúa ngày mai thứ hai cho chúng ta những ý sau đây. Thứ nhất, dân chúng tụ họp xung quanh Đức Giêsu để lắng nghe lời Chúa đây cũng là một cái bài học rất là rất là rất là tốt cho chúng ta xin cho chúng ta cứ nghe lời Chúa đi tập nghe lời Chúa rồi chúng ta cảm thấy là vui khi được nghe lời Chúa mỗi ngày vui khi Chúa mỗi khi con chia sẻ lời Chúa con cảm thấy là Chúa cũng đang ngồi với mình ông bà anh chị em cũng đang ngồi với con rồi cùng nhau đọc lời Chúa rồi nghe lời Chúa cái gì không hiểu thì Chúa soi sáng Chúa chỉ dạy cho rồi cái thứ hai Chúa Giêsu nói là thế hệ gian tà cứ đòi xin cho chúng ta không có đòi hỏi Chúa Xin cho chúng ta là nếu là con cái Đừng có đòi hỏi cha mẹ nữa Cha mẹ yêu chúng ta quá rồi Quá đủ rồi Chúa yêu chúng ta quá đủ rồi Khi chúng ta đòi Có nghĩa là chúng ta không thấy tình yêu của cha mẹ Không thấy tình yêu của Chúa Khi chúng ta đòi Cái điều này cũng bằng cứng Bằng cớ cho Chúng ta đi theo Chúa Mà sao mà chúng ta ích kỷ thế Đi theo Chúa mà sao mà ích kỷ thế Nên Chúa nói thế hệ gian tà này Cứ đòi Và điều thứ ba Chúa nói là Không có cái dấu lạ nào Ngoài cái dấu lạ vâng lời hết Đấy. Ninive đã phải vâng lời ông Zona, Nữ hoàng phương Nam vâng lời vua Salomon Còn đây tôi Đức giê -xu là con Thiên Chúa Không có cái dấu lạ nào Ngoài cái dấu lạ vâng lời hết Thế thì đây cũng là bài học cho chúng ta Trong gia đình con cái cũng vậy Cha mẹ thương con không cần phải bàn Mà con cái cứ đòi hỏi và Không có đòi hỏi gì hết Ngoài việc vâng lời cha mẹ Cứ vâng lời cha mẹ đi Thì cuộc đời của chúng con sẽ đầy đủ chúng ta hết lòng tạ ơn thiên chúa cho chúng ta được lắng nghe lời chúa mỗi ngày sáng ngày mai sau thánh lễ xong thì chúng con sẽ đến nhà anh sơn con với lại cha an tôn trương đến nhà anh sơn anh sơn quay hình báo cáo cho quý ông bà và anh chị em là thành quả của gia đình chúng ta trong tháng mân côi này mỗi người một hạt cát mỗi người một hạt cát chúng ta xây được căn nhà tình thương thì không biết ông bà anh chị em thế nào chứ con thấy rằng là góp con thì chỉ có góp sức thôi còn ông bà thì mỗi người cũng góp một đồng hai đồng Thì con thì con thấy vui lắm Rất là vui Tạ ơn Chúa tạ ơn đức mẹ Xin cho chúng con luôn luôn là vâng lời Chúa Nhất là bác ái là vâng lời Thấy người ta nghèo thì giúp Chứ còn ý kiến ý cỏ này kia thì chả giúp được ai Con sẽ báo cáo đến quý vị ân nhân nhé Chúng ta hết lòng tạ ơn Chúa Chúng ta tiếp tục đọc Kinh Mân Côi Rồi xin Chúa cũng mở lòng chúng ta khi chúng ta có lòng với chúa có lòng với anh em là chúng ta đẹp lòng chúa con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đồng